Vượt đoạn đường sông nước khá xa, đoàn Nhịp Cầu Nhân Ái tỉnh Sóc Trăng mới đến được cồn Mỹ Phước, xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách để thăm hoàn cảnh của ông Ngô Văn Hùng, 63 tuổi, ở ấp Mỹ Phước. Căn nhà nhỏ nằm khuất sâu sau mảnh vườn của người lối xóm, vách lá, mái tôn cũng đã dần mục nát, nhưng phần nào nói lên khó khăn của gia đình. Có đến tận nơi để thăm và chứng kiến bệnh tật hiện tại của ông mới thấu hiểu hơn những nỗi khổ mà ông đang chịu đựng. Hơn 10 năm trước, vợ ông bị tai biến vì khó khăn không tiền nhập viện điều trị đến nơi đến chốn, khiến bà nằm liệt một chỗ, chịu đựng bao đau nhức hành hạ. Cơ thể vì thế cũng ngày càng tiêu tụy. Cuối năm 2023, bà mất vì không còn sức khỏe chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Sau bao năm gánh vác gia đình, vừa lo vợ bệnh tật, vừa đi làm công để xoay trở cuộc sống, cũng khiến sức khỏe ông ngày càng suy giảm. Khối u ngay vùng cổ, dù xuất hiện đã lâu, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, ông đành bỏ mặc. Sau khi vợ mất chưa được bao lâu, thì khối u cũng biến chứng, sưng to và vỡ ra, gây viêm nhiễm nóng sốt. Sau khi thăm khám thì ông mới biết mình bị ung thư vòm họng, phải nhập viện điều trị theo phác đồ. Thuộc diện hộ khó khăn, tài sản lớn nhất của hai vợ chồng khi ra riêng là căn nhà nhỏ được cha mẹ cho. Không ruộng vườn nên trước đây hai vợ chồng chỉ còn biết bám vào công việc làm thuê để mưu sinh. Vợ bệnh tật kéo dài khiến gia đình càng kiệt quệ nhiều hơn. Cảnh nhà khó khăn, ông lại là trụ cột chính nên khi ngã bệnh, cuộc sống gia đình như rơi vào bế tắc. Chi phí điều trị cũng khó khăn. Nằm viện chưa được bao lâu, ông đã phải xin viện về. Mấy tháng qua, ông đi xin thuốc nam uống cầm cự đau nhức. Hoàn cảnh thì cũng khó khăn, không mặn, mình đi nhặt hơn thì không có ai nuôi. Còn ở nhà cũng thuốc uống, chết giữa nước biển. Việc cũng không biết sao, mạnh, khỏe thì chết, không biết đường nào. Mà nói, giờ đứng lên đi xuống, ngồi dậy, đứng, ngồi bẹp với giá, ngồi dậy không nổi. Có một người con gái nhưng đã có gia đình và hiện đang có con nhỏ, cuộc sống cũng khó khăn, cũng đi làm thuê ở thành phố, vài tháng mới gửi về cho cha được chút ít trang trải, nên dù xót xa trước bệnh tình của cha cũng không thể làm gì hơn khi cuộc sống nơi đất khách quê người còn bao chật vật. Mấy tháng qua, ông Hùng cầm cự được là nhờ sự đùm bọc của bà con lối xóm cùng chính quyền địa phương. Bệnh hoạn thì ở đây em lo không à, còn vợ nó mới mất nay cả 5-6 tháng vậy, tiền bạc thì nhín nhúc lo cho nó thôi chứ cũng không có của gì nhiều, thấy như vậy cũng khổ cho nó, mình cũng lo hết sức rồi không được nữa, thôi chứ biết làm sao vậy. Cũng tới lui thì thấy ăn uống không có được, uống quậy nước cháo hay uống sữa vậy đó. Thì cũng có người chị là không có gia đình thì cũng chăm sóc cho người em. Thì gia đình này cũng là diện hộ nghèo, ở địa phương cũng quà cáp hàng năm thì cũng đến gia đình cũng tặng, rồi mạnh quân nào cho cũng gửi ra những cái phần gạo mì đồ mùa ngọt vậy đó. Nằm một chỗ không thuốc thang thường xuyên nên căn bệnh biến chứng khiến cơ thể ông Hùng xanh xao, tiêu tụy, nói chuyện cũng không còn rõ ràng, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ người chị chăm sóc. Mỗi lần nhìn em đau đớn, nóng sốt, bà Sa lại ngậm ngùi trong nước mắt, nhưng biết làm gì hơn khi cảnh nhà quá khó khăn. Thì nó nóng lạnh, nó đau hoài, nó ghen hoài thì đấm bóp nó thôi chứ biết làm sao giờ. Ấy xót xa trong lòng vậy thôi chứ cũng không biết làm sao nữa. Thì cũng thuốc đồ đầy đủ rồi thôi. Thì hy vọng cho nó mau lành, mau hết. Còn nó ở với em. Giờ thì cho sớm, cho khỏe. Cái này không lo đâu vậy. Hai bữa nhất là sốt. Xót xa trước hoàn cảnh bệnh tật của ông Hùng, sau bao lời thăm hỏi động viên, các nhà hảo tâm trong đoàn Nhịp Cầu Nhân Ái đã cùng quyên góp hỗ trợ số tiền 26 triệu đồng để ông Hùng có điều kiện thuốc thang trước mắt. Tuy nhiên, do bệnh tình ông Hùng hiện đang chuyển biến nặng, nên chương trình rất mong quý nhà hảo tâm gần xa tiếp giúp thêm để ông Hùng có được cơ hội kéo dài sự sống bên gia đình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Ngô Văn Hùng, ấp Mỹ Phước, xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, hoặc đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, số 132, đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng, và tại chùa Khánh Sơn, 22 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Xin chân thành cảm ơn.